Hai căn biệt thự liền kề này bị bỏ hoang nhiều năm nay. Nó đang dần được tái sinh nhờ dự án cải tạo để phục vụ các bạn sinh viên với tài chính eo hẹp. Mới vào thì em hơi bất ngờ vì cái mức giá ở đây, tại vì chỉ với khoảng chưa đến 3 triệu rưỡi mà đã thuê được một cái phòng mà rộng hơn 30 mét vuông như thế này và còn đủ đồ nữa. Theo ghi nhận, mỗi căn biệt thự có thể chia thành 12 đến 14 phòng nhỏ với diện tích khoảng 35 mét vuông. Mô hình này bắt đầu xuất hiện từ năm 2019, đặc biệt năm nay lại nở rộ hơn khi nhu cầu thuê trọ của các tân sinh viên tăng cao. Cũng phải đi tìm tầm khoảng tháng mà cũng không được phòng nào ưng ý. Thứ nhất là nó khan hiếm phòng và thứ hai các cái phòng trọ ở trong khu vực bên kia thì nó đội giá lên rất là cao. Mức giá ở đây nó sẽ bình ổn hơn bên ngoài và sẽ không bị tăng giá đột biến. Để có thể hồi sinh các căn biệt thự, một số đơn vị kinh doanh sẽ phải thuê lại từ chủ nhà, sau đó sơn sửa và cải tạo để đảm bảo điều kiện cho sinh viên, người lao động tới thuê. Số lượng sinh viên của các trường, đại học, cao đẳng, các trường nghề thì là sẽ gia tăng theo hàng năm. Cho nên là những cái mô hình như của mình như thế này thì mình nghĩ là sẽ cần phải phát triển hơn để làm sao để cho cái các bạn sinh viên sẽ có được một cái phòng mà chất lượng dịch vụ nó sẽ tốt hơn ở ngoài mà giá thành lại hợp lý hơn. Đã gần 20 năm nay, chúng ta đã có rất nhiều khu biệt thự để hoang. Phải nói là hàng nghìn tỷ đồng nằm chôn chân ở các khu biệt thự. Cái việc cho thuê như thế thì nó đưa những cái biệt thự chết, hồi sinh nó trong một chừng mực nào đấy. Và tôi khuyến khích, rất muốn rằng là những người nào có tiền nên tiếp tục phát triển cái đó. Nhưng bên cạnh đó thì phải tăng cường, thứ nhất là về vấn đề giải pháp về quản lý quy hoạch, thứ hai là vấn đề an ninh. Bởi vì những cái khu đó là gần như để hoang. Bây giờ đưa người vào thì ai quản lý nó? Phải làm sao là nó phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương rồi các nhà đầu tư. Sau gần 3 năm thực hiện, đến nay dự án đã xây dựng hơn 1.000 phòng cho thuê với khoảng 5.000 sinh viên đến học tập và sinh hoạt. Hiện số lượng biệt thự, nhà liền kề bị bỏ hoang ở Hà Nội lên đến hàng nghìn căn, đa phần đã xuống cấp, cỏ dại mọc um tùm, trong khi tình trạng thiếu phòng trọ, chỗ ở cho sinh viên, người lao động vẫn diễn ra. Thay vì cửa đóng then cài thì việc đưa vào sử dụng phù hợp với nhu cầu thực tế sẽ mang lại hiệu quả cao, tránh lãng phí.